Rồi, xin chào các bạn, nghe nhạc trong lúc bơi lội, tại sao không? Đây, cái tai nghe này nó sẽ giúp các bạn làm được điều đó à, Rồi, vậy thì cái tai nghe này nó có thiết kế như thế nào? Mà nó lại có thể giúp chúng ta nghe nhạc được ở dưới nước Thậm chí là ở Ấn độ sâu đến 0,5m Vẫn có thể nghe được trong thời gian rất là dài Hãy cùng theo dõi với mình trong video trên tay này nha Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái thương hiệu Cái tai nghe này đến từ Shopee một trong những cái thương hiệu nổi tiếng nhất về cái việc làm tai nghe truyền âm qua xương và cái tên mã của tai nghe này là Open Swim. Coi là nghe cái tên thôi là các bạn biết là nó dành cho bơi lội rồi. Và nghe cái tên hẳn thôi cũng biết là đây là cái giải pháp duy nhất và thông minh nhất giúp người dùng có thể nghe nhạc từ dưới nước. Bởi vì sao? Bởi vì đối với những cái tai nghe thông thường thì chúng ta sẽ đeo tai nghe và âm thanh phát ra từ cái màng loa đi vào trong cái lòng tai của chúng ta. À, nhưng mà chúng ta ở dưới nước thì nước nó sẽ liên tục nó chui vào tai và nó sẽ ngăn cách giữa cái màng loa và cái lỗ tai dẫn đến là âm thanh nó sẽ không được trọn vẹn và nghe cái việc nghe nó rất là khó khăn à, quá khứ là có nhiều hãng đã thử làm cái điều đó rồi nhưng mà trải nghiệm mang lại là không có đã và à, sắp gì với cái công nghệ truyền âm qua xương thì nó không có màng loa nào cả mà nó sẽ có hai cái cục này nè nó sẽ kẹp vào hai bên thái dương của chúng ta như thế này thì cái cục này nó sẽ tạo ra những cái rung động và nó truyền qua cái xương thái dương của chúng ta hai cái xương này đó và nó truyền đến cái màng nhĩ nó tạo ra âm thanh giúp chúng ta nghe nhạc được ở dưới nước mình đã biết đến cái công nghệ truyền âm qua xương này rất là lâu rồi từ cách t ba bốn năm từ những cái ngày mình qua bên sinh mình chạy những cái giải chạy bộ và mình đến những cái hội chợ và mình biết cái tai nghe đó à, thì thực chất là mình không có ấn tượng với lại cái chất âm của cái công nghệ truyền à, âm qua xương bởi vì nó sẽ không tái tạo được tiếng bass tiếng bass nó phẳng lắm gần như là không không có và những cái thế hệ sau này nó có những cái công nghệ nó giúp tái tạo tiếng bass thì người dùng phải nghe với một cái âm lượng khá là to thường là phải trên 70% phần trăm mới nghe được bass cho nên là mình gần như là mình không quan tâm đến những cái tai nghe đó nữa tuy nhiên đến cái lúc mà mình biết sau gì có cái tai nghe này dành cho người bơi lội thì nó lại làm câu chuyện hoàn toàn khác khi chúng ta ở dưới nước thì không thể nghe được bằng những tai nghe thường cho nên là việc mà nghe được âm thanh ở dưới nước đó đã là một điều rất là tuyệt vời rồi và cái điều tuyệt vời hơn nữa là cái tai nghe này khi ở dưới nước á, các bạn nghe thì tiếng bát nó lại còn dày hơn cái việc mà chúng ta đeo những tai nghe chuyển âm qua xương và nghe trên bờ vậy thì tại sao cái điều này nó có thể xảy ra được thì trong cái hộp bán ra cái tai nghe Open Swim này Shopee sẽ tặng cho chúng ta một cái bộ phụ kiện gồm ba thứ sau đây đầu tiên là một cái hộp bằng silicon rất là đã và nó được khoét những cái lỗ nhỏ nhỏ như thế này nè là để thoát nước giúp chúng ta bảo vệ cái tai nghe bỏ trong những cái ba lô bờ đồ đi bơi vẫn có thể là bảo vệ được cái tai nghe, mà cái tai nghe nó vẫn có thể thoát nước rất là tinh tế ha. mình đánh giá cái túi này rất là cao, mình rất là thích nó. rồi cái phụ kiện thứ hai đó là đóc sạc nè. À, chính vì là tai nghe này nó chống nước, cho nên là sau khi sử dụng cái sạc chân tiếp xúc là bốn chấu, nó chứ không có dùng cổng cắm hay rác cắm xong rồi để nắp lại nó rất là uh, rủi ro ha. dùng cái uh, sạc tiếp xúc như này an toàn hơn và ta sẽ gắn tai nghe vào đây, xong rồi cắm đầu sạc a này để sạc thì hai cái phụ kiện cái túi với lại cái lóc sạc thì cũng không gì để nói rồi nhưng mà trong cái hộp shopee còn cho thêm một cái nút nhét tay khi bơi nó thì lúc đầu mình nghĩ là do là shopee tinh tế trong cái việc là muốn cho thêm người dùng phụ kiện thôi nhưng mà không phải nha cái việc mà chúng ta sử dụng cái nút tay chúng ta bị cái lỗ tai lại thì ngoài cái việc chặn nước thì vô tình nó khóa kín cái không gian tay bên trong và khi này cái âm thanh của cái tai nghe open swim này nè nó truyền qua xương thì nó tái tạo lại âm thanh và nó có một cái khu vực kín bên trong trong lòng tai và cái âm thanh lúc này nó xuất hiện là những tiếng bát nó dày nó ấm và nghe nó rất là đã nó đã hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta nghe cái tai nghe truyền âm qua xương này ở trên cạn ha đó đó với mình đã rất là bất ngờ khi mà mình chép tai và mình đeo cái tai nghe này xuống nước thực sự là tuyệt vời mình chép nhạc và nó giúp cho mình bơi những cái bài bơi dài một cây hai cây số trong vòng khoảng uh, từ 30 phút đến một tiếng mà đỡ nhàm chán hơn rất là nhiều thì cái nút tai này ngoài cái việc là nó tạo ra một cái buồng kín âm để nó dội âm thanh và nó tạo ra tiếng bát nó còn giúp ngăn cái tiếng nước ở bên ngoài trong lúc mà chúng ta bơi sải thì cái tay chúng ta sẽ đập nước thì cái âm thanh cái nước nó nó sẽ làm nhiễu thì cái lúc này ngoài cái việc nó tạo ra khoang tay kín âm thanh hay hơn thì nó cũng ngăn cái âm thanh nước bên ngoài vào đó tất cả mọi thứ nó cộng hưởng lại thực sự là rất là đã. Về thao tác điều khiển thì tai nghe này có tổng cộng là bốn nút cứng ha. Nó đều đặt ở bên phía tay phải. Thì ở dưới đáy này chúng ta sẽ có ba cái nút chính đó là nút tăng giảm âm lượng và một cái nút ở giữa là để chơi nhạc và dừng phát nhạc. Và ở cái sau gáy chúng ta có một cái nút thứ tư. Cái nút này để chuyển đổi hai chế độ nghe nhạc là nghe nhạc bình thường và nghe nhạc trong khi bơi. Thực ra là mình cũng chưa phân biệt được sự thay đổi của cái việc chuyển giữa hai tính năng này Là Sopji làm cái gì Mình biết là âm thanh nó có khác nhau đó Nhưng mà mình không rõ là họ tinh chỉnh cái gì trong đó Nhưng mà thường thì mình để Chế độ bình thường mình bơi luôn Mình bơi và mình nhét cái silicon Thì mình thấy là âm thanh hay hơn là chuyển qua chế độ bơi à, Đó là cảm nhận cá nhân của mình thôi nha Thì mình không biết anh em mà dùng Thực tế thì anh em sẽ thấy như thế nào Về cách mà để chép nhạc Có thể coi là nhược điểm nhỏ Của Sopji đó là Các bạn muốn chép nhạc vào cái tai nghe Open Swim này nó không có Bluetooth Chúng ta không thể đồng bộ bằng phần mềm để xin nhạc với những cái nền tảng như là Spotify hay là Apple Music được Mà chúng ta phải chép nhạc thủ công bằng cái cách là gắn vào cái chỗ sạc này Xong rồi cắm cái cổng A này vào máy tính Thì lúc này nó sẽ xuất hiện một cái folder là Subzy Open Swim Chúng ta sẽ tạo những folder khác nhau đặt tên theo ca sĩ hay là theo playlist Và chép những cái bài nhạc vào đó Thì mỗi lần mà chúng ta chơi nhạc chúng ta có thể chọn folder, folder 123 để chơi nhạc hoặc là đơn giản như mình thì mình sẽ tạo cái folder nhạc bên ngoài ở máy tính và mỗi lần mình cứ mỗi một khoảng thời gian thì mình sẽ chép một cái folder khác nhau vào trong này để nghe nhạc và mình sẽ mix nhiều ca sĩ nhiều thể loại khác nhau hoặc là mình chép những audio về thời sự hoặc là audio truyện ở để mình nghe trong những cái bài hơi dài khác nhau thì nó dễ thao tác hơn một cái folder ở trong cái tai nghe thôi thì bấm mở lên cái là nó vô liệt thì nó đỡ phải chọn đó và quay lại cái vấn đề là bơi thì do cái vấn đề tập luyện bơi của mình nó một tuần mình chỉ bơi khoảng 2 đến 3 ngày thôi và mỗi một cái bài bơi nó chỉ chỉ kéo dài khoảng 20 30 đến dài nhất là một tiếng cho nên là cái việc nghe nhạc thỉnh thoảng phải check folder thì nó cũng không thành vấn đề lắm và cái việc mà có thể nghe nhạc được dưới nước nó rất là tuyệt vời rất là đã nó giúp mình đỡ chán hơn rất là nhiều và thú vị hơn rất là nhiều cho nên là mình hoàn toàn không cảm thấy khó chịu gì với việc phải chế file thành công hết À, tuy nhiên trong tương lai mà nếu như Sopsy có thể build được, có thể xây dựng Hoặc là có thể tạo được một cái phần mềm mà giúp đồng bộ nhà thông qua Bluetooth Giúp người dùng chọn nhà, sync với lại các cái phần mềm như Spotify hay Apple Music Để nó đơn giản hóa hơn thì sẽ càng tuyệt vời hơn rất là nhiều Rồi đó là về công nghệ rồi về âm thanh Còn chất lượng hoàn thiện của tai nghe này cũng là một cái điểm phải nói tới Nó cực kỳ xịn nha các bạn Toàn bộ cái thân tai nghe này, ha, hai bên rồi cái phần housing này Hoàn toàn được làm bằng titanium Nó giúp cho cái tai nghe này cực kỳ cứng cáp và nhẹ và sắp gì sẽ phủ một cái lớp silicon uh, giống như là cao su non ở phía bên ngoài để giúp chúng ta chạm chúng ta sờ nó đã hơn cũng như là tiếp xúc với lại da người nó thoải mái hơn rồi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái tai nghe giúp chúng ta có thể nghe nhạc được trong lúc bơi hay là giúp chúng ta nghe nhạc được ở dưới nước số tiền mà các bạn phải bỏ ra để có thể sở hữu được cái tai nghe này đó là 3 triệu mấy đó, chắc gần 4 triệu Khá là đắt ha Nhưng mà xét về công năng và những gì nó làm được Thì không có cái tai nghe nào trên thị trường Có thể so sánh được với nó Về mức độ hoàn thiện Rồi về chất liệu Rồi về chất lượng âm thanh Cũng như là phụ kiện mà họ cho theo trong hộp Thực sự là khiến mình rất là hài lòng Đó, Cái túi nè Rồi kể cả cái nút nhét tai Rất là đã Rồi các bạn nghĩ sao về cái tai nghe này Các bạn có thích nghe nhạc à, Khi đang ở dưới nước hay là bơi hay không Hay là các bạn có biết tai nghe nào dành cho bơi lội mà có thể làm được điều tương tự giống như Sopji Open Swim hay không? Hãy chia sẻ thêm với mình bằng comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long, để từ tình tế vn